rồi. Đi đi đi. Dạ. Tới rồi đó. Ôi mà chắc nhà này không vậy cô? Chắc. Đây, nhà thằng Tuấn. Wow. Rồi, ở đây nha. Dạ. Tôi về, nhà chưa đóng cửa. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Mà ê, hey, tôi nhớ mà thầy Khải cũng thành thị lắm mà sao ở nhà nông thôn chứ trời. Ủa, ông mắc cười. Người ta về quê thì tất nhiên là nhà ở quê nó phải vậy rồi. Ừ. Mà anh Khải ơi, anh Khải. Nè, đã nói về với quê phải nói đúng mật khẩu chứ. Là gì? Tuấn ơi, Tuấn. Lâu rồi không gặp hai người. Hai người tìm tôi có chuyện gì không? Có chuyện mới tìm mà mất tiền rồi mệt lắm luôn. Nếu mà liên quan tới Oanh á, mời hai người về. Có dính tới Oanh rồi. Tôi không muốn dính dáng tới cái chuyện này nữa. Tại bé Oanh giờ gặp nguy hiểm lắm này, nguy hiểm lắm luôn. Cái cuộc hôn nhân này á, cô đã chọn, hai người phải tôn trọng cổ chứ. Trời ơi, thầy không hiểu hai chữ nguy hiểm hả? Cô Hương, cô dặn chừng lại láng á, giải thích cho thầy Hải hiểu đi. Anh Khải à, nhà anh thật sự đang gặp nguy hiểm lắm. Mà chuyện này chỉ có một mình anh mới giúp được thôi à. Tôi mà còn giúp được gì chứ? Cô gái mà tôi thương, nghề nghiệp mà tôi yêu, mà tôi còn mất tất cả, tôi không giữ được. Vậy tôi còn làm gì được nữa? Trời ơi, thầy có phải thầy giáo không thầy Khải? Thầy từng dạy học sinh mình như thế nào? Vấp ngã là phải biết đứng lên. Anh mà biết gì chứ? Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ thôi. Ơ nè, nè, bộ thầy coi tụi tôi như người ngoài hả? Tụi tôi là người trong kẹt á, còn hiểu hơn thầy nữa đó. Quá đáng. Tôi không nghe gì hết á. Cái gì chứ? Thầy đừng có nói với tôi là thầy không có thương mấy Oanh nha. Gặp người con gái mình thương, người con gái mình yêu, bị hoạn nạn mà không biết bảo vệ, thì liệu thầy có phải là đồ vô cảm hay không? Thầy không xứng đáng đàn ông nữa. Đi về. Không cần thầy nữa. Mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu công sức. Đồ nhu nhược, đồ yêu đuôi, đồ mềm yêu. Cô đừng có gắn tôi nữa. Mấy người đàn ông nhu nhược vậy mình không cần phải bận tâm nữa. Hên cho bé Oanh là không phải lấy mấy thằng ông vậy, không là hối hận cái đời luôn á. Anh dữ quá à. Ai mà lấy được anh chắc không sợ bị ăn hiếp đâu hả? Đương nhiên rồi. Em muốn thử không? Chạy dữ vậy bà. Ủa thầy Khải, cô đi đâu vậy? Chết mày chưa? Cho mày chưa? Cho mày chưa? Cho mày chưa? Đồ giang hồ yếu đuối. Cái túi mềm xèo quýnh có mấy cái xỉu. Anh nghĩ gì mềm xèo vậy? Trời, thông minh sắc sảo đó. Thử không? Quá dữ luôn à. Cô sao thử? Bây giờ sao? Chắc phải khiêng nó đi giấu á. Ok. Ok. Quý, ăn gì mập thay. Khiêng nặng muốn chết à? Không chết luôn á. Thấy tôi thông minh không? Xuất sắc nha. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu nha. Ok. Tiếp. Vô. Vậy là hai đứa bay nữa hả? Thì sao? Tới đây để muốn cái gì? Tới đi lăn bột chiên xù mới làm gì? Gì? Bột. Bột gì? Trời, bịch bột nãy đâu? Ủa? Còn cái túi em đâu? Quăng ngoài kia kìa. Thầy anh á. Chờ đó, nó quải lấy. Tụi bay đang kiếm hai món này đúng không? Dạ anh Toàn, đồ cưới đây ạ. Đủ hết chưa? Dạ đủ ạ. Thôi đem lên lầu đi. Dạ.
Anh Toàn. Sao rồi? Có ai tới phá đám nữa không? Dạ có, nhưng mà em dẹp hết rồi. Riêng giai đoạn quan trọng này, cẩn thận một chút không có sao đâu. Dạ, em biết rồi. À, thế còn vợ tương lai của anh sao? Đương nhiên là hợp tác rồi. Không hợp tác sao được, mình nắm đằng chui mà. Ừ, tốt lắm. Đã cố gắng tới mức này rồi thì cố thêm một chút xíu nữa, chứ không thì lại hỏng tất cả. Nhưng mà nhớ là cẩn thận với cái đám chuột nhắt sinh viên đó. Anh cứ yên tâm, tụi nó là chuột nhắt mà. Đứa nào mà lạng quạng em nhai đầu hết. Tốt lắm. Thôi cố gắng nha. Ra đây. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao không cho anh vô trong đó? Qua đây gặp nguy hiểm đó. Anh bình tĩnh đi. Anh bị cái gì hả? Anh nóng vội như vậy á, làm được chuyện gì? Em biết anh từ quê lên đây là anh quyết tâm rồi đúng không? Vì anh và cũng vì chính anh nữa, anh sẽ quyết tâm. Anh yên tâm đi, mọi chuyện á em đã tính toán hết rồi. Chuyện của anh đó là đứng đây chờ đi. Nhưng tại sao em lại chịu giúp tụi anh vậy? Em yêu Toàn, cũng giống như anh yêu Oanh thôi. Chuyện đơn giản mà. Có lẽ em phải hành động trước. Anh Toàn ơi, anh Toàn. Anh Toàn ơi. Cái gì đó? Chị Trúc tới muốn gặp anh. Anh đã nói với em sao? Những ai không có giá trị lợi dụng nữa thì đuổi đi. Trúc, em tới rồi hả? Vô lễ. Dạ. Anh đã nói với em làm sao? Chị Trúc tới là phải tiếp đón đàng hoàng. Tại sao để chị đứng ở ngoài hả? Dạ em xin lỗi. Biến đi. Anh làm gì mạnh tay vậy? Anh giận tụi nó quá Trúc à. Tự nhiên để em đứng ở ngoài lâu quá anh sót. Nhưng mà sao em không ở nhà nghỉ ngơi đi? Anh đã nói với em rồi là chỉ còn một chút xíu nữa thôi là kế hoạch của tụi mình sẽ thành hiện thực. Em có hiểu không? Đợi thêm chút xíu. Đợi lúc anh làm chồng người ta luôn hả? Trời ơi Trúc ơi, em đừng có nghĩ như vậy được không? Em biết là anh chỉ yêu có một mình em thôi mà đúng không? Chỉ cần là mình ráng thêm một chút xíu nữa là mình sẽ về chung một nhà với nhau. Rồi mình có những đứa con cùng với nhau. Mình sẽ có 5 đứa, 6 đứa, bao nhiêu cũng được, miễn là em vui thôi. Anh sẽ mua rất là nhiều quà cho em, cho nên là mình ráng chút xíu nữa nha em. Được không? Cảm ơn anh. Em đến đây em cũng có quà cho anh đó. Trời ơi. Ê Trúc, tại sao anh lừa dối tình cảm của em? Em bình tĩnh. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Anh biết. Em càng yêu anh, em càng hận anh. Trúc ơi. Tại sao vậy? Tại sao anh lại lừa dối em? Mày đưa đâu? Trúc, tại sao? Em bình tĩnh, anh Toàn luôn. Buông ra. Buông ra. Nãy giờ tụi mày ở đâu vậy hả? Mấy đứa tên gặp ông bà là thấy chưa? Dạ em xin lỗi anh Toàn. Còn nữa, con điên rồi đúng không? Hả? Muốn giết tôi hả? Muốn giết đi. Tôi đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chỉ cần chịu đựng thôi, con sẽ có tất cả. Đồ ngu. Dậy lên lầu. Dạ. Khốn nạn. Đi lên. Cài cửa cho cẩn thận đó. Dạ dạ. Không để ai vô bây giờ. Em thật sự không muốn cái đám cưới này đúng không anh? Hả? Anh nghĩ là tôi có muốn cái đám cưới này không? Anh đừng có hỏi mấy cái câu dư thừa như vậy nữa. Ok. Ok.
Không có gì phải căng thẳng hết. Anh chỉ muốn lên đây để dặn dò em. Chúng mình sắp tới ngày cưới rồi. Sẽ có rất nhiều quan khách và bạn bè sẽ đến ngày hôm đó. Cho nên anh hy vọng là em ứng xử cho tử tế. Đến bây giờ tôi mới biết một người nham hiểm là như thế nào. Được, miễn là anh cho tôi gặp ba tôi, tôi sẽ diễn với anh đến cùng. Tốt, tốt lắm. Anh chỉ cần thấy em đồng ý là được rồi. Anh ơi, chỉ cần em ngoan thôi em biết không, chỉ cần em ngoan em nghe lời anh thì gia đình của chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Em có biết không anh? Tôi thương anh mà. Tôi thương anh mà. Chuyện này làm ơn, để sau có được không? Dù vậy tôi cũng là của anh mà. Được, nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ đợi đến đêm tân hôn. Đằng nào thì em cũng sẽ thuộc về anh mà. Mọi người đang bị mắc kẹt ở nhà On. Thầy, rồi sao bây giờ? Alo. Cái gì? Mọi người cứ standby chờ sẵn chờ hiệu lệnh của tôi nha. Đúng rồi. Chết rồi. Trời, bây giờ sao giờ trời? Sao rồi? Bây giờ thầy nói gì đi chứ, thầy ngồi yên hoài vậy? Khánh Toàn không phải là một người đơn giản. Chúng ta không được sơ sót. Chúng ta phải chia nhóm ra hành động. Hay là mình báo công an đi thầy? Đâu có được, vậy là bứt dây động rừng. Mọi thứ phải hết sức cẩn thận và kín đáo. Mấy đứa, nghe thầy nói nè. Sao này? Chúng ta sẽ hành động như thế này. Bước thứ nhất á, sinh nhật đâu mà tại sao thay đổi giờ liên tục vậy? Rồi. Hai cái thằng quỷ này. Giờ này vẫn còn chưa tới. Dìm lâu thế. Thì đi lấy xe, lên xe đi. Đúng rồi đó, lên xe lẹ đi, thằng còn đi cướp cô giao cho thầy Khải nữa. Đúng rồi. Thầy Khải đã vì chúng ta rất nhiều mà chúng ta vẫn chưa làm được gì cho thầy. Lên. Tiến về tiệc cưới, cướp cô dâu cho thầy. Tụi mày đi đâu? Mang lại. Mang lại. Tránh đường ra. Tụi mày tính đi cướp cô giao cho thầy giáo yêu của tụi mày hả? Đám cưới tổ chức sớm 2 tiếng. Thằng cha này muốn ngôn xảo quyệt thiệt chứ. Hành động mau lên, không thể không kịp. Thầy để em. Ôi. Cửa không có khóa. Mấy người này kỳ cục thiệt chứ. Nhà hàng cũng kỳ thiệt. Tự nhiên đổi giờ vậy mà cũng cho đổi. Còn mấy người đi tiệc cũng kỳ nữa. Đói như vậy mà cũng chịu đói theo luôn.
Sắp tới giờ làm lễ cưới rồi, cô có thể nở một nụ cười và đừng có làm cái mặt u uất đó được không? Tôi muốn gặp ba tôi. Nếu không gặp ba tôi, tôi sẽ không lên sân khấu cùng với anh đâu. Tại sao vậy hả Hoàng Oanh? Em đã cố được tới mức này rồi, tại sao em không cố thêm một chút xíu nữa thôi? Xong cái lễ cưới này, tôi sẽ cho em gặp ba. Tôi muốn gặp ba tôi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Không khí yên ắng quá, ghê quá này. Thầy cũng đang thắc mắc nè. Ê, ngoài ra này, đợi em xíu. Cắm này vô cho nó an toàn. Tôi cất vô đi, con giao chút xíu gì gặp chuyện làm gì được. Nhỏ xíu vậy chứ có lúc hữu dụng lắm á thầy. Ông Nguyễn. Ông Nguyễn. Ừ. Ông Trâm. Ông Trâm. Ừ. Ông Trâm ơi. Ừ. Ông Nguyễn. Ừ. Anh không tính nói điều này. Ba của em đang bị sốt siêu vi hơn 40 độ. Anh tính là sau đám cưới anh sẽ đưa bác đi bệnh viện, nhưng mà bây giờ em đòi bắt buộc phải được gặp bác, cho nên anh sẽ cho em toại nguyện. Em đợi anh một chút. Ông Nguyễn, ông Nguyễn, ông có sao không? Ông Nguyễn. Ông Trâm. Ai cho ông chùm những cái đòn bánh tét vậy? Trời, còn đứng nói nhảm nữa. Dạ. Đấy. Ông có sao không? Ông Trùm yên tâm, bây giờ mình đi tới tiệc cưới mình dắt mặt thằng Phan cáo già cho nó mang nhung. Tụi mày tính đi đâu hả? Anh Toàn, ba đây bị xuống siêu vi, anh kêu dẫn vô đây á, cả đám bị lấy sao? Không có nói nhiều, dẫn ba tôi vô đây nhanh lên. Nhưng mà nhanh. Dạ. Đây đó, để bác vô kìa. Không phải ba tôi. Ba tôi đâu? Ba tôi đâu? Tôi ngồi yên nữa đi. Bây giờ là phút thứ 89 rồi, cô đừng có giỡn trò với tôi nữa. Ba đang được tôi chăm sóc rất kỹ. Nếu cô còn giỡn trò không chịu hợp tác thì đừng có trách tôi. Ba tôi đâu? Anh nói đi. Anh đã làm gì ba tôi rồi hả? Em sao vậy? Trời ơi Oanh ơi, ba không có sao hết trơn á. Miễn là em ngoan ngoãn thì tất cả mọi thứ sẽ bình thường. Ba sẽ ổn, và em cũng sẽ ổn. Bỏ đi. Đừng lo nữa nha. Anh Toàn đã lường trước được, và tụi mày sẽ đột nhập vô cái nhà này. Gì đó? Mày làm tất cả chỉ vì muốn chiếm đoạt gia tài của tao. Chính xác.
Tất cả tôi làm những điều này là vì gia tài của ông đó. Người đâu? Người đâu? Những gì tôi không có được thì cũng đừng học mọi người có được. Đồ khốn nạn! Anh biết hỏi con đàn của tôi!